là mạnh anh em ạ. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái sản phẩm mới, đó là cái máy bơm nước 12V này. Nó là dòng bơm chìm nhá. Ở đây thì mình có hai loại này. Loại thứ nhất là 30 lít trên 1 phút này. Đây. 30 lít trên 1 phút. Và loại thứ hai là 12 lít trên 1 phút. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra và giới thiệu sản phẩm cho mọi người nhá. Đây, cái đầu tiên là cái 30 lít 1 phút đây. Đây là cái kích thước của nó nhá. Một gang tay của mình. Chiều dài tổng thể của nó khoảng 20 phân. Còn cái đường kính này của nó thì nó khoảng 5 phân này. Vỏ được làm bằng nhôm nhá, vì là bơm chìm nên là nó làm bằng nhôm để nó tản nhiệt cho nó tốt hơn nhá. Thì đây là cái thông số của nó này. Điện áp sử dụng 12V. Tốc độ của motor quay là 8500 vòng trên phút. Dòng motor chạy không có tải là 0,3A, rất là nhỏ. Còn đây là dòng có tải này, 6,4A. Lưu lượng nước là 30 lít trên 1 phút. Đây là cái này là tiết diện dây điện này. Dây của nó là dây này là dây 0.5. Dây 0.5 và chiều dài dây là 3m. Đường kính ống ra này là sử dụng ống 19mm nha. Đường kính bên trong của ống là 19. Mình có thể sử dụng ống mềm 21, mình đút vô là nó vừa nhá. Rồi, đây là cái mẫu số 1. Còn đây là cái số 2. Cái này thì kích thước nó nhỏ hơn một chút. Cái này nhỏ hơn. Đây, số 2 này kích thước nó rất là nhỏ thôi. Đây là cái bàn tay của mình này. Cầm gọn trong lòng bàn tay thôi. Nó cũng là dòng 12V nhá. Và thiết kế của nó cũng tương tự như kia, nhưng nó sử dụng động cơ nhỏ hơn. Và đây là thông số của cái loại nhỏ này. Tốc độ động cơ cũng là 8500 vòng. Dòng không tải nhỏ hơn 0,2. Dòng hoạt động là 1,5A. Rất là không có hao điện nhiều. Chạy như mọi người chạy bình ắc quy mà 5A, chạy được 3 tiếng liên tục nha. Có tải 1,5A mà, chạy hơn 3 tiếng luôn. Lưu lượng nước là 12 lít nha. Con này công suất của nó hơi nhỏ. Tiết diện dây là 0.3, cũng dài 3m. Và đường kính ống này sử dụng là 16mm nha. Cái này thì anh em thích hợp, mình theo mình nghĩ thì anh em thích hợp sử dụng để làm máy bơm. Bỏ vô trong mấy cái xăng dầu á, mấy cái bình dầu nhiên liệu mình hút dầu ra thôi. Vì thực tế cả hai cái mẫu này á, người ta sản xuất ra chủ yếu là để hút dầu nhá. Đây này, diesel này, bơm dầu diesel. Đây thì toàn là tiếng Anh thôi. Anh em nào hồ mà rành tiếng Anh thì hiểu nhá, mình không rành. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn ống và test thử nhá. Về trọng lượng thì cái con bơm lớn này chắc nó nặng chừng khoảng 500g à. Còn con này chắc nó chỉ nặng khoảng chừng 350g thôi. Đây, kích thước của hai đứa này. Ở dưới phần đáy của bơm thì nó đều có một cái lưới lọc này, để cho rác nó không có vào trong buồng bơm làm hư cánh quạt nhá. Và hai cái máy này thì nó đều có dây điện người ta đã làm sẵn này. Có hai cái đồ kẹp cá sấu và một cái công tắc on off để tắt mở nhá, rất là tiện. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem ra ngoài kia và mình kéo dài đường ống và test thử cho anh em xem nhá, xem là nó khỏe như thế nào nhá. Thì ở đây mình đã chuẩn bị đường ống sẵn này. Cái này là ống phi 21 nhá. Ống phi 21, dài cuộn này dài 15m. Còn cái này là cho máy bơm nhỏ này. Ống này là ống phi 19, đường kính bên trong của nó là 16 nhá. Vừa luôn với lại cái đầu bơm ra.
Đây, mình sẽ sử dụng hai cổ dê này để siết nó lại cho nó cứng. Đây, bơm chìm nha. Đây là em cứ thả nó xuống nước như vậy này. Đó. Rồi. Máy chạy gần như không có tiếng ồn luôn, nó im ru à. Đây, anh em nhìn cái lưu lượng nước của nó này. Thì cái lưu lượng này thì chắc chắn là nó sẽ được 30 lít trên 1 phút nha. Và cái độ cao anh em có thể thấy này, mình đã với qua đầu luôn, nó khoảng 2 mét rồi đó mà nó vẫn đẩy lên được. Với cộng thêm cái đường máy bơm nó nằm ở dưới phần dưới sông nữa, nó có thể đẩy cao được khoảng 3-4 mét vẫn ra nước bình thường nhá. Khi mình ép nó này, bóp vòi này, thì nó vẫn có thể phụt xa được. Rất là mạnh anh em ạ. Đó. Và đặc biệt một điều là vì nó là bơm chìm á, nên là gần như là nãy giờ mình bơm mà cảm thấy là nó vẫn mát lạnh, nó không hề nóng một chút nào luôn. Bởi vì nó được tản nhiệt rất là tốt. Cái dòng bơm chìm này nó có một cái lợi thế là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ thử với cái nhỏ cho anh em xem luôn nhá. Mọi người lưu ý là mình cũng sẽ vẫn giống như cái kia thì mình sẽ kẹp cho nó đúng cộng trừ nhé. Nếu mà sai cộng trừ là nó sẽ không hút được vì cánh quạt nó quay ngược. Đó. Nhấc lên. Con này lưu lượng của nó chỉ có khoảng 12 lít trên 1 phút thôi nha. Nên nó yếu hơn hẳn cái máy bơm lớn kia.
và nó cũng đẩy được độ cao như nãy nha. Đây mình đưa tay qua đầu luôn này, hết tầm cao luôn này. Mình đang đẩy với 10 mét ống. Ống này là ống 19mm này. Đường kính bên trong là 16. Với cái máy bơm nhỏ này thì mình nghĩ là nó phù hợp với là hút dầu thôi. Bởi vì lượng nước nó bơm có 12 lít trên 1 phút này, nó hơi yếu. Còn cái máy bơm lớn kia thì mọi người có thể dùng để bơm nước tới rau đều được hết nha. Thậm chí là bơm dầu cũng được luôn. Như vậy là vừa rồi mình vừa mới test cho anh em xem rồi nhá. Thì hai cái mẫu máy bơm này, nó kích ưu điểm của nó là kích thước rất là nhỏ gọn này, có thể hoạt động trong một thời gian dài mà không bị nóng. Bởi vì là nó là bơm chìm, nó được tản nhiệt tốt nên nó không bị nóng nha. Và kích thước thì rất là nhỏ gọn thôi. Đây. Có thể bỏ cốp xe và sử dụng nguồn điện bình ắc quy 12V nhé. Thì cái giá của sản phẩm này mình sẽ công khai, nhưng mà mình sẽ để trong phần bình luận của video. Mình sẽ không nói ở trên video, bởi vì là nhiều khi là giá nó sẽ thay đổi, nên là mình sẽ có thể tăng giá hoặc giảm giá theo cái nguồn cung cấp của nhà sản xuất. Nên là mình sẽ không nói trong video. Bởi vì nói trong video á, thì mình sẽ không thể thay đổi được. Nếu mà mình thay đổi giá, mình phải xóa video mình làm lại. Nên là mình sẽ để trong phần mô tả của video nha, để mình có thể cập nhật được cái giá của nó theo từng cái thời điểm khác nhau. Thì nếu như mọi người mua hàng á, thì mọi người xem giá trong phần bình luận của video, và mọi người sẽ để lại địa chỉ và số điện thoại cùng với cả cái tên của sản phẩm mà mọi người muốn mua. Ví dụ như là cái này mình sẽ gọi nó là cái máy bơm chìm nhỏ, máy bơm chìm mini nhỏ. Còn đây là máy bơm chìm mini loại lớn nhá, loại nhỏ và loại lớn. Thì mọi người cứ để lại số điện thoại và địa chỉ của mình, thì bên mình sẽ liên hệ lại để chốt đơn hàng cho nó dễ. Còn nếu như mọi người muốn đặt hàng trực tiếp, thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cái địa chỉ hoặc là số điện thoại của mình, và gửi đến số 0906 399 207 nhá. Mình nhận được tin nhắn thì mình sẽ liên hệ lại. Và mọi người nhớ bấm đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều sản phẩm khác nữa nha, trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mình xin dừng video tại đây nhé.